Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Bi kịch cuộc đời nghệ sĩ Minh Phượng, chồng ngoại tình, nuôi con một mình, đột quỵ vì áp lực. Nổi danh từ vai phụ. Nhắc đến cái tên Minh Phượng, nếu là khán giả trẻ trong nước, hẳn phải là người thích xem các video của Thúy Nga Paris mới biết đến, hoặc chỉ những khán giả thế hệ 8X trở về trước mới có những cảm xúc đặc biệt với tài năng hóa thân của chị. Điều đặc biệt là ngay thời hoàng kim của mình, nghệ sĩ Minh Phượng hầu như chưa bao giờ đóng vai chính. Chị chỉ đảm nhận vai độc và lẳng. Thế nhưng, có nhiều vai phụ của chị còn gây ấn tượng sâu hơn cả vai chính. Chính vì vậy, theo thời gian, cái tên Minh Phượng lớn dần trong niềm yêu thương của công chúng, yêu thích thoại kịch và đặc biệt là những câu chuyện cổ tích của hãng phim Phương Nam với hàng trăm vai diễn khác nhau. Minh Phượng từng là cặp diễn vô cùng ăn ý với nghệ sĩ Minh Nhí và ngoài đời họ cũng là bạn thân. Thành công trong nghề diễn nhưng ban đầu Minh Phượng chọn ngành trồng rừng cho dù ngay từ nhỏ chị nhận ra mình có tố chất diễn viên. Chị nói, tôi là một cô gái bướng bỉnh, thích làm những điều ngang ngược. Thay vì thi vào trường nghệ thuật, tôi chọn ngành lâm nghiệp. Tôi đã trải qua vài năm tuổi trẻ trên rừng, nhưng đời sống khắc nghiệt quá, đó không phải là công việc phù hợp với tôi. Chị gái tôi là nhà văn, biên kịch và đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Thấy tôi cực khổ, chị khuyên tôi nên chuyển sang nghệ thuật. Tôi thi vào khoa đạo diễn của khóa 7 trường nghệ thuật sân khấu 2 cùng lớp với Minh Nhí. Thông thường, trong trường nghệ thuật luôn tồn tại song song hai khoa đạo diễn và diễn viên. Vì khó khăn khách quan nên khóa 7 năm đó của trường nghệ thuật sân khấu 2 chỉ có lớp đạo diễn mà không có lớp diễn viên. Vậy nên, sinh viên lớp đạo diễn phải tự diễn xuất trong các bài tập và tiểu phẩm của mình. Đây là lý do Minh Phượng có cơ hội rèn luyện kỹ năng diễn xuất và tỏa sáng trong vai trò diễn viên cùng rất nhiều bạn học thời đó. Chồng ngoại tình, tha thứ nhưng hôn nhân vẫn tan vỡ. Cùng với Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Nhí, Minh Phượng rất đắt sâu vào cuối thập niên 1980, kéo sang 1990. Vị trí của chị không hề thua kém các đồng nghiệp thành danh. Nhưng có đôi lần nhìn thấy hình ảnh đồng nghiệp đi lưu diễn châu Âu, Minh Phượng ao ước mình được sống và làm việc tại đó. Vào năm 35 tuổi, chị kết hôn với một Việt kiều Canada và nhanh chóng định cư tại đây. Sau khi sinh con đầu lòng, chị quay về Việt Nam tiếp tục làm nghề. Ngay cả khi sinh con thứ hai, chị vẫn còn tham gia rất nhiều show trong nước, từ phim đến sân khấu và kịch truyền hình. Nhưng khi hai con đến tuổi đi học, Minh Phượng bắt buộc phải về Canada. Khi tôi từ Việt Nam trở lại Canada là lúc các con vào tuổi đi học. Tôi phải làm việc để lo mọi chi phí. Đời sống nghệ thuật trong cộng đồng người Việt nơi tôi sống thưa thớt, không giống như ở Mỹ. Tôi từ bỏ cái tôi nghệ sĩ, chấp nhận vai trò người thợ làm neo. Hễ gặp người Việt Nam hỏi có phải nghệ sĩ Minh Phượng không, tôi đều lảng tránh. Cũng may mà nơi tôi làm, phần đông là người da trắng, họ chẳng biết tôi là ai. Chị tần tảo nuôi con bằng nghề thợ neo suốt 17 năm trời. Trong khoảng thời gian đó, chị vẫn tham gia đóng kịch dài và đóng hài kịch tại các sân khấu hải ngoại. Tuy nhiên, các show diễn ấy chỉ là hoạt động để chị giữ lửa nghề, nó không đủ nhiều để trở thành nguồn thu nhập chính. Rũ bỏ cái tôi nghệ sĩ nổi tiếng để làm công việc phục vụ đã là một nỗi niềm, thế nhưng Minh Phượng còn đối mặt với nỗi buồn lớn hơn. Chồng chị có người đàn bà khác. Chị tha thứ nhưng hôn nhân không thể cứu vãn. Chị một thân một mình tần tảo nuôi hai con nhỏ. Đột quỵ. Vậy mà nỗi bất hạnh vẫn chưa buông thả chị. Tiệm neo chị làm việc suốt 17 năm bị đóng cửa. Điều này khiến Minh Phượng lo lắng rất nhiều. Chị quay quắt trong suy nghĩ làm sao có tiền nuôi hai con học hành đến nơi đến chốn. Thế rồi chị cũng tìm được chỗ làm khác nhưng nỗi bất an vẫn dằn vặt chị. Và nó đã dẫn đến một hậu quả rất đau buồn, Minh Phượng bị đột quỵ. Minh Phượng hồi tưởng, tôi là người rất thường xuyên chơi thể thao để gìn giữ sức khỏe. Vậy mà một buổi chiều sau khi làm xong cho một người khách, tôi ngồi thư trên ghế, tay chân rũ rượi. Đồng nghiệp hỏi tôi bị làm sao, tôi chỉ trả lời là nhức đầu và mệt. Họ gọi xe cứu thương, vừa đến phòng cấp cứu thì tôi hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi biết mình bị liệt nửa thân bên phải. Bác sĩ nói tôi không bị cao máu, cao huyết áp. Lý do tôi đột quỵ vì stress. Hai con tôi kể rằng lúc tôi mở mắt, câu đầu tiên là hai con đã ăn cơm chưa? Nhưng vấn đề là tôi lặp lại khoảng 30 lần câu nói đó.
Bác sĩ giải thích đó là tình trạng mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. Chị muốn nói nhiều điều nhưng không thể. Sau đó, chị được chuyển qua trung tâm vật lý trị liệu. Tại đây, bác sĩ và y tá chăm sóc chị trên cả tuyệt vời. Bản năng sinh tồn thôi thúc chị phải chiến đấu. Chị tập luyện chăm chỉ. Chị phục hồi khả năng nói, phục hồi trí nhớ nhưng chân và tay vẫn còn rất yếu, đi lại khó khăn. Thế nên, chị không thể quay lại công việc. Vì vậy, con trai lớn của chị buộc phải nghỉ học, tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ. Minh Phượng chia sẻ, những ngày ở bệnh viện, tôi không bi quan mà ngược lại, luôn tràn đầy hy vọng. Không chỉ vậy, tôi nhớ sân khấu kinh khủng, thèm được diễn. Hiểu được tâm trạng đó, chị ruột Minh Phượng là đạo diễn Minh Ngọc đã mời chị diễn vai chính trong chương trình Ngọc Trong Tim tại sân khấu hải ngoại. Chị hóa thân vào thân phận người đàn bà bị tai biến và gặp bi kịch cuộc đời. Khán giả nhìn thấy được nỗi buồn thân phận của chị và nhiều dòng nước mắt đã chảy xuống. Cảm thông chia sẻ với phận đời nhiều nỗi đau của người nghệ sĩ tài hoa. Bị kẹt trong cơn hỏa hoạn và giấc mơ kỳ lạ giúp nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền thoát chết. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền năm nay 76 tuổi, thời xuân sắc từ trước 1975 đến gần cuối thập niên 1980. Bà từng là đào võ lẫy lừng trên sân khấu cải lương Việt Nam. Trong thời hoàng kim của mình, dẫu vinh quang nhưng bà cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Không chỉ có một chuyện tình đẹp và buồn với danh ca Út Hậu, cháu ruột Út Trà Ôn, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền còn từng suýt chết trong đám cháy khủng khiếp trên đường đi diễn. Đệ nhất đào võ cải lương Việt Nam, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con tại Bạc Liêu. Từ nhỏ, bà theo mẹ lên Sài Gòn sinh sống. Vì đam mê cải lương nên bà tìm mọi cách tầm sư học đạo. Một trong những người thầy của bà là danh ca lẫy lừng Út Trà Ôn. Khởi đầu bà đóng đào thương rất thành công, nhưng duyên nghề đã đưa đẩy bà nổi danh với những vai đào võ. Bà ghi dấu ấn trong các vai nữ tướng như vai Nhụy Kiều vở Nhụy Kiều tướng quân hay vai Bùi Thị Xuân vở nữ tướng cờ đào. Với vai đào võ, bà thuyết phục khán giả bởi lũi ca diễn làm toát lên khí chất người nữ anh hùng bằng những điệu bộ và thần thái oai dũng, các thế vó dứt khoát, đẹp mắt cùng giọng ca lạ lẫm. Bà thành công đến mức được đồng nghiệp và khán giả phong tặng bà là đệ nhất đào võ của cải lương Việt Nam. Nổi tiếng nhưng nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vốn dĩ là người khiêm tốn nên bà ít khi dám nhận mình là thầy của ai. Tuy nhiên, bà rất tự hào thừa nhận rằng mình là người khai tâm nghề cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo ký ức của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một tài năng nhưng bướng bỉnh, như cái duyên trời định. Hồi trẻ anh sống gần nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Quan sát cậu trai trẻ Vũ Linh, bà khuyên anh nên theo phong cách cải lương Hồ Quảng, nhưng Vũ Linh cãi, không nghe lời. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vừa hăm dọa, vừa khuyên răn. Sau cùng, Vũ Linh mới chịu luyện ca Hồ Quảng và anh rực sáng trở thành một ngôi sao hàng đầu, được khán giả và người trong nghề xưng tôn, ông Hoàng cải lương Hồ Quảng. Thế nên, với Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vừa là người thầy, vừa là người mẹ tinh thần, ngay từ lúc anh còn vô danh, đến khi trở thành một tài danh của sân khấu cải lương Việt. Suýt chết trong đám cháy và giấc mơ kỳ lạ. Sau năm 1975, có một thời gian, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền về đầu quân cho đoàn cải lương Hương Tràm. Đoàn lúc ấy chủ yếu diễn phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, khu vực Cà Mau, Bạc Liêu. Thời điểm kinh tế còn thiếu thốn, đường bộ chưa được xây dựng nhiều, địa hình miền Tây nhiều kênh rạch nên các đoàn di chuyển chủ yếu bằng ghe và tàu. Một hôm, đoàn Hương Tràm của Diệu Hiền diễn tại Cái Nước. Theo lẽ, nghệ sĩ sẽ được lên bờ ở nhà dân hoặc trụ sở nhà nước, nhưng Diệu Hiền sợ đom đóm hay xuất hiện trên bờ vào ban đêm nên bà quyết định ngủ dưới tàu. Bà ngủ trong khoang chính, còn người lái tàu ngủ sau lái. Trong lúc Diệu Hiền đang ngủ thì bà nằm mơ thấy ông Bụt hiện ra, còn hãy thức dậy, coi chừng chết chìm. Bà choàng tỉnh thì thấy nước tràn vô ghe, lúc đó trời rất tối. Bà kêu cứu thì vài ba nghệ sĩ ngủ nhà dân gần đó tiếp ứng. Người lái tàu và anh em nghệ sĩ đổ dầu vào máy để bơm nước ra khỏi tàu. Vì quá cấp bách và hồi hộp nên họ để dầu chảy tràn ra ngoài. Trong lúc mọi người loay hoay hút nước thì lái tàu vô tình chụp cây đèn dầu. Vì quá nóng, ông quăng cây đèn gần ngay vị trí Diệu Hiền đang đứng. Trong khi đó, dầu đã tràn dưới sàn, bắt lửa bỗng bùng lên dữ dội. Mọi người hốt hoảng phóng xuống sông bơi vào bờ, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền còn kẹt cứng trong đám cháy.
Người dân trên bờ không biết còn người trong tàu, sợ đám cháy bắt lên nhà nên chặt cây đẩy tàu ra ngoài sông, mang theo nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Bà hồi tưởng, lúc đó tôi mới chia tay Út Hậu nên trong lòng còn đau buồn lắm. Rồi đám cháy bất thần ập đến bao vây khiến tôi nghĩ không thể thoát được. Tôi nói, thôi vĩnh biệt Út Hậu, từ đây ta không còn oán trách gì nhau nữa. Thế rồi một lúc sau, các nghệ sĩ trên bờ sực nhớ trong tàu còn nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Mọi người kêu la thảng thốt, ai đó đã kêu, chị Hiền ơi, chị chết thì mẹ già và con gái chị ai lo, chị Hiền ơi. Nghe đến mẹ và con gái, bà choàng tỉnh, bản năng sinh tồn trỗi dậy, bà lao ra mũi tàu, thế nhưng cửa tàu đóng kín, bà dùng hết sức lực để đạp bung cánh cửa. Cánh cửa bật ra, bà vừa phóng xuống nước thì thùng xăng bên trong nổ một tiếng vang dội, bà lặn một hơi dài. Lúc bà ngoi lên thì lửa vẫn cháy rực trên mặt sông, do dầu chảy lênh láng mặt nước. Bà ráng sức lặn thêm một hơi nữa vào tới bờ. Tới nơi bà kiệt sức ngã quỵ. Nam diễn viên truyền đóng kép độc chạy tới bồng bà trên tay đi cấp cứu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Diệu Hiền chỉ còn nghe được một câu. Trời ơi, da thịt chị Diệu Hiền dính vào người tôi nè bà con. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngất xỉu, khóc tức tưởi thương thầy. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu. Đó là thời kỳ y tế Việt Nam còn thiếu thốn mọi bề. Vì bỏng da nặng nên bà phải chịu cảnh trần truồng. Thiết bị y tế không đủ nên bà phải nằm trên lá chuối non để da được mát. Lãnh đạo đoàn Hương Tràm hỏi thăm bệnh tình Diệu Hiền nhưng bác sĩ cũng không thể trả lời khi nào bà hồi phục. Tin tức Diệu Hiền bị thương nặng theo các tuyến xe đò lan truyền về Sài Gòn, dần dần đến tai Vũ Linh. Lúc đầu anh nghĩ do ở Cà Mau mời anh về hát, anh không nhận lời nên họ tung tin đồn như thế, khiến anh lo cho thầy Diệu Hiền mà xuống. Đến khi anh biết sự thật thì rất bàng hoàng và xót xa. Ngay lập tức anh chạy xuống cái nước. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền nhớ rõ khoảnh khắc ấy, bà kể. Vũ Linh vào bệnh viện gặp tôi, thấy tôi trần truồng nằm trên lá chuối, hắn ngất xỉu. Tỉnh lại, hắn khóc quá trời. Tôi nói hãy mạnh mẽ lên không được khóc, hắn vẫn khóc. Hắn ôm tôi ngăn lại vì sợ dơ. Hắn nói hãy cứ kệ em, kệ em. Sau đó, Vũ Linh đã ở lại nấu cho bà từng bữa ăn, chăm sóc bà từng ly từng tí. Dần dần, sức khỏe của bà hồi phục, nhưng cánh tay trái bị cháy nặng thành tật. Điều đó khiến bà suy nghĩ rất nhiều về việc bỏ nghề. Thế nhưng, tình yêu nghệ thuật cháy bỏng cùng sự động viên của người thân tạo động lực cho bà tiếp tục. Bà luyện tập chăm chỉ để cánh tay hồi phục và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu cho đến khi tuổi già sức yếu. Giờ đây, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền gần như giã từ sự nghiệp, nhưng thi thoảng bà xuất hiện trên truyền hình. Ai ghé qua viện dưỡng lão nghệ sĩ thăm bà sẽ được nghe tiếng hát của bà. Dù tuổi cao nhưng tiếng hát ấy vẫn truyền cảm như xưa. I'm so in love with you.